Công hàm bán nước Phạm Văn Đồng là nỗi lo âu của toàn dân trước hiểm họa bá quyền Trung Cộng. Nhưng thực chất pháp lý của nó là gì? Mời quý thính giả Đài Đáp Lời Sông Núi nghe phần bình luận của luật sư Đào Tăng Dực với tựa đề Giá trị pháp lý của công hàm Phạm Văn Đồng sẽ được sông thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay. Phán quyết ngày 12 tháng 7 năm 2016 của Tòa Trọng tài Thường trực tại The Hague, Hòa Lan, trong cuộc tranh chấp giữa Trung Cộng và Philippines, tòa vô hiệu hóa đường lưỡi bò chính đoàn của Trung Cộng và giới hạn các quyền lợi liên hệ đến các quần thể trên Biển Đông trong vòng hải phận 12 hải lý, vô cùng thuận lợi cho Việt Nam. Tuy nhiên, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vẫn giữ vững lập trường là không đưa Trung Cộng ra tòa, hầu xác định chủ quyền Việt Nam tại Hoàng Sa và Trường Sa. Lập trường này của Cộng sản Việt Nam hoàn toàn đi ngược lại với quyền lợi lâu dài của Tổ quốc. Nhiều bình luận gia phân tích nguyên nhân của lập trường này như sau. Trước hết, Đảng Cộng sản Việt Nam quá sợ hãi và phục tùng Đảng Cộng sản Trung Hoa từ thuở Hồ Chí Minh và Mao Trạch Đông còn tại vị. Tương quan giữa hai nhân vật lãnh đạo và hai đảng Cộng sản không những là một tương quan có tính đồng chí mà còn là một tương quan có tính thầy trò. Trong đó, Mao và Cộng sản Trung Hoa là thầy, còn Hồ và Cộng sản Việt Nam là trò. Nếu học trò bây giờ đưa thầy ra tòa thì thầy có quyền đem quân sang trừng phạt và hậu quả là Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ bị dân chúng lật đổ sau cuộc chiến này. Nguyên nhân thứ hai là Đảng Cộng sản Tàu hăm dọa rằng sẽ bạch hóa trọn vẹn Hiệp ước Thành Đô ký năm 1990 giữa hai đảng. Cho đến nay, nội dung của Hiệp ước này vẫn bị hai đảng giấu kín không dám bạch hóa với đồng bào Việt Nam. Tuy nhiên, có thể đây là một Hiệp ước bất bình đẳng cho Việt Nam. Và một khi bạch hóa thì vị trí cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam có thể bị lung lay từ gốc rễ. Nguyên nhân thứ ba là công hàm của Thủ tướng Phạm Văn Đồng ký ngày 14 tháng 9 năm 1958 gửi cho Chu Ân Lai là Tổng lý Quốc vụ viện tương đương Thủ tướng Trung Cộng. Nội dung như sau. Thưa đồng chí Tổng lý, chúng tôi xin trân trọng báo tin để đồng chí Tổng lý rõ. Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ghi nhận và tán thành bản tuyên bố ngày 4 tháng 9 năm 1958 của Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa quyết định về hải phận 12 hải lý của Trung Quốc. Như vậy, nếu ra tòa thì chắc chắn Trung Cộng sẽ sử dụng công hàm này như một trong các bằng chứng về chủ quyền của Trung Cộng tại Hoàng Sa và Trường Sa. Câu hỏi mà mọi công dân Việt Nam yêu nước luôn nêu ra là liệu công hàm Phạm Văn Đồng có giá trị pháp lý trước một pháp định nghiêm chỉnh hay không? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta phải qua những sự phân tích như sau. Điểm trước hết, Cộng sản Việt Nam cho đến bây giờ vẫn luôn biện minh rằng công hàm này chưa từng nhắc đến Hoàng Sa và Trường Sa. Vì thế, không thể kết luận rằng công hàm xác nhận hai quần đảo này thuộc Trung Cộng. Tuy nhiên, người Tàu sẽ phản biện rằng công hàm này tán thành tuyên bố ngày 4 tháng 9 năm 1958 của Trung Cộng quyết định về hải phận 12 hải lý của họ như tuyên bố của Trung Cộng ghi rõ là lãnh thổ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa bao gồm phần đất Trung Quốc trên đất liền và các hải đảo ngoài khơi, Đài Loan, quần đảo Tây Sa, quần đảo Nam Sa và các đảo khác thuộc Trung Cộng. Hoàng Sa thì Trung Cộng gọi là Tây Sa. Trường Sa thì Trung Cộng gọi là Nam Sa. Cộng sản Việt Nam sẽ lập luận rằng công hàm này chỉ giới hạn ở vấn đề hải phận 12 hải lý. Trong khi đó, Trung Cộng sẽ lập luận rằng trong một văn kiện quan trọng như thế, nếu muốn giới hạn thì ông Đồng đã ghi rõ rằng Hoàng Sa và Trường Sa là thuộc chủ quyền của Việt Nam chứ. Khi Phạm Văn Đồng không làm điều đó thì đã chứng minh sự công nhận chủ quyền Trung Cộng trên hai quần đảo này. Điểm thứ nhì cần phân tích là một văn kiện nhường chủ quyền của một thành phần máu huyết của Tổ quốc cho một ngoại bang như Trung Cộng. Vậy công hàm này đã thông qua những thủ tục hiến định cần thiết hay chưa? Để giải quyết vấn nạn này, chúng ta cần duyệt lại nội dung hiến pháp có hiệu lực vào thời điểm ông Đồng ký công hàm. Người Cộng sản Việt Nam từng sống qua nhiều hiến pháp khác nhau, tuy nhiên hiến pháp 1946 là văn kiện liên hệ. Khi phân tích hiến pháp 1946 thì nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa theo quốc hội chế. Quốc hội lúc đó là Nghị viện Nhân dân,
và theo Điều 23 có trách nhiệm chuẩn y các hiệp ước ký với nước ngoài. Còn theo Điều 32, những việc liên quan đến vận mệnh quốc gia sẽ đưa ra nhân dân phúc quyết nếu 2/3 tổng số nghị viên đồng ý. Sau cùng, theo Điều 49, chỉ có Chủ tịch nước, tức ông Hồ, mới có quyền ký hiệp ước với các nước. Trong Hiến pháp 1946, chức vụ thủ tướng hoàn toàn chịu sự lãnh đạo của Chủ tịch nước và không có quyền ký một văn bản quan trọng nào liên hệ đến vận mệnh hoặc chủ quyền quốc gia. Ngay cả trong trường hợp ông Hồ Chí Minh đích thân ký công hàm này cũng không thể có hiệu lực vì nhân dân chưa có phúc quyết theo Điều 32 và nghị viện nhân dân chưa chuẩn y. Dĩ nhiên, cả hai ông Hồ, ông Đồng và Bộ Chính trị lúc đó đều ý thức điều này. Nếu muốn công hàm có hiệu lực, họ phải thông qua những thủ tục hiến định. Sau đó, đích thân ông Hồ thừa ủy nhiệm của nghị viện nhân dân theo Điều 49 Hiến pháp ký vào công hàm. Tuy nhiên, một là lãnh đạo các đảng cộng sản, kể cả cộng sản Tàu, có thói quen coi thường hiến pháp. Thói quen này của họ vô hình trung trở thành một lợi điểm pháp lý cho chúng ta. Hai là cả Hồ Chí Minh lẫn Phạm Văn Đồng muốn lập lờ đánh lận con đen với cả Trung Cộng lẫn đồng bào Việt Nam, hầu nhận được sự viện trợ của Trung Cộng. Điểm thứ ba là vào thời điểm đó, Việt Nam Cộng Hòa là một quốc gia có cương thổ, quân đội, chủ quyền pháp lý lẫn thực tế trên Hoàng Sa và Trường Sa. Việt Nam Cộng Hòa được Hoa Kỳ và 87 quốc gia khác công nhận. Nếu Liên bang Xô Viết không phủ quyết trong việc gia nhập Liên Hiệp Quốc, thì năm 1957, Việt Nam Cộng Hòa đã trở thành một quốc gia thành viên của Liên Hiệp Quốc rồi. Bắc Việt, tức nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, bị phần lớn các quốc gia tự do tẩy chay, chỉ được các nước cộng sản khác công nhận. Chính vì thế, khi Thủ tướng nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ký công hàm 1958, thì văn kiện này gặp trở ngại lớn lao về pháp lý. Nói rõ hơn, đó là nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa như một quốc gia không có tư cách pháp lý đã nhường một phần lãnh thổ là Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của một đệ nhị quốc gia là nước Việt Nam Cộng Hòa cho một đệ tam quốc gia là nước Cộng Hòa Nhân dân Trung Hoa. Với các lý do nêu trên, chúng ta có thể kết luận rằng trước một pháp định có thẩm quyền nghiêm chỉnh thì công hàm liên hệ đến chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa của cựu Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Phạm Văn Đồng ký ngày 14 tháng 9 năm 1958 sẽ không có giá trị pháp lý. Và như vậy, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cần phải đưa Trung Cộng ra tòa càng sớm càng tốt, hầu bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam.